Em chào thầy Tâm, chào mọi người. Mình tên là Quang, hiện tại mình đang làm việc tại miền Trung. Và hiện tại thì mình đang là chủ một cái công ty môi giới khoảng 100 sale. Và cũng là nhà đầu tư bất động sản cá nhân, chuyên làm về phân lô đất nền ở miền Trung ạ. Quang, em chia sẻ với mọi người về cái cách mà em bắt đầu em đi vào con đường bất động sản nhé, cho mọi người hiểu là em bắt đầu sale, em bán hàng, em bán những cái đồ điện tử đó, sau chuyển qua là bất động sản. Cái gì để cho em chuyển từ cái việc mà em đang bán những cái sản phẩm khác mà em chuyển qua bán đất, xong rồi em bén duyên với cái việc làm bất động sản như thế nào? Khi mà đi làm bán hàng, bán đồ điện tử và các sản phẩm nhu cầu thực phẩm á, thì em nhận ra được một điều là ai kinh doanh được cũng cần một căn nhà để ở, và ai làm mở một cái dịch vụ kinh doanh thì cần một cái văn phòng để kinh doanh, và tất cả mọi người đều cần nhu cầu đến bất động sản, và đặc biệt là cá nhân của em rất là muốn sở hữu được một căn nhà cho riêng mình, không phải đi ở nhà thuê hay là nhà mượn. Từ cái nhận định đó, thường thường người xưa người ta nói câu là làm gì ăn đấy, đấy tức là ví dụ mình bán cơm thì mình không lo cơm để ăn, mình bảo quen Hay thì không không thiếu, cái đó mà không thiếu quen thì mặc. Thì mình muốn sở hữu đất bất động sản thì mình phải làm bất động sản. Thì từ cái nhận định như vậy thì anh chuyển sang làm môi giới bất động sản, và sau đó là trở thành nhà đầu tư. các bạn có thể kiếm tiền từ bất động sản rất là nhiều hình thức nha các bạn. Ví dụ như bạn có thể làm thuê cho thuê, bạn có thể làm kinh doanh homestay Airbnb như bạn Quang là bây giờ bắt đầu làm thuê cho thuê từ từ lâu rồi. Rồi bạn Quang kết hợp với những bạn học viên khác của học viện bất động sản để mà làm. Rồi Quang có làm thêm resort nữa. Resort là một trong những phần đó là nhu cầu ở nghỉ dưỡng đó. Ngoài ra đó, cái đó là mình nói là bạn dùng bất động sản của người khác để bạn kiếm tiền ha. Hôm nay mình kể cho các bạn nghe một số cái cách để các bạn có thể kiếm tiền từ bất động sản khác nữa. Mình ví dụ ha, bạn lướt sóng bạn cũng có thể kiếm tiền được nè. Rồi ngoài ra là ví dụ bạn mua bất động sản về, xong mua đi bán lại cũng ra tiền. Rồi bạn mua xong rồi về bạn sửa cũng ra tiền. Và bạn có thể làm như bạn Quang, phân lô bán nền cũng ra tiền, mua một miếng đất bự về phân những lô cho nhỏ ra bán đó. Bạn Quang đang kinh doanh. Hoặc là có thể các bạn mua bất động sản xong rồi về các bạn đập nó đi, xong bạn xây lên nhiều nhiều phòng, rồi bạn cho thuê. Rồi khi bạn cho thuê mà thấy dòng tiền tốt bạn có thể bán. Nhiều cách lắm các bạn, rất là nhiều cách. Và nhiều khi bạn mua cái bất động sản về bạn đập, xong rồi bạn nhờ những cái người gọi là kiến trúc sư thiết kế lên cho bạn những tòa nhà thiệt là đẹp, bạn bán cái bản vẽ đó cộng với lại cái đất đó, bạn không cần phải làm gì hết đó, bạn chỉ bán cái bản vẽ đó cho họ thấy tương lai nó sẽ như vậy, chỗ này là sẽ làm cái mặt bằng, chỗ kia sẽ làm phòng trọ hay là nghỉ dưỡng gì đó. Bạn rất là nhiều cách để bạn làm không. Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của bạn Quang. Sau khi mà Quang làm bất động sản một thời gian như vậy á, Quang muốn mở rộng nhân viên ra đúng không, thì lúc đầu thì có mấy người à, bây giờ muốn nhân viên phát triển thì bây giờ Quang kết hợp cho các bạn, Quang làm cái quan kết hợp như thế nào, quan chia sẻ cho mọi người biết luôn. Mới đầu thì em thành lập thì có khoảng 5 đến 7 người thầy. Thì sau khi mà phát triển khoảng 2 năm, hơn 2 năm một tí, thì bây giờ là khoảng 100 người. Và mục tiêu tiếp theo của em là để lên 500 người. Là vì hiện tại thì cái thương hiệu rất là mạnh, và các dự án lớn á, người ta liên hệ với bên em làm phân phối rất là nhiều. Mà bên em thì muốn đẩy nguồn lực lên thêm nữa. Thì cái cách thức để mà hợp tác khi mà làm việc với em á, thứ nhất là bên công ty của em là khi mà một bạn biết không biết gì về bất động sản cũng có thể là làm được, vì bên em đã chuyển hóa được cái quy trình môi giới. Thứ nhất là về kiến thức là đã có một cái bộ mindset để mình đào tạo cho nhân viên mới. Thứ hai đó là về cái công cụ sản phẩm để mà mình marketing thì cũng là có sẵn một cái hệ thống đào tạo. Và cái thứ ba đó là bữa nay thì mình công ty em là chuyển sang hình thức là bán đất online. Khi mà một bạn vào làm thì bên em triển khai là bán hàng online, thì là tức là sản bên công ty là quay phim chụp hình mô phỏng để cảm giác như là khách hàng ở xa, người ta vẫn cảm nhận được cái lô đất. Ví dụ như ở Nhật hoặc là ở Mỹ hoặc là ở Úc, là người ta vẫn xem được cái lô đất ở tại khu vực mà bên em bán. Thì khi mà khách hàng xem xong và pháp lý thì mình chuyển online, thì khách hàng mua trực tiếp online, và hầu như là doanh thu từ năm 2021 vừa qua thì 80% là đến từ online.
Bên em đã có chuyển hóa quy trình nên là khi mà một bạn mới vào thì chỉ cần làm theo một cái quy trình nhất định thì cũng có thể là môi giới được. Nó Đúng rất không? là đơn giản. Là em bây giờ em chuyển hết cái chuyện làm mà gặp nhau face to face qua hết tất cả online. Khi mà người mà không biết muốn làm nhân viên môi giới thì có training online, có hướng dẫn để các bạn học, xong rồi các bạn vô mình coi cái cách mà anh chị đã đi trước rồi bán đất online. Quang có thể kể chị sẽ kể cho mọi người nghe cái quá trình mà trong mấy tháng vừa rồi á là việc rất là nặng đúng không, nhưng mà Dạ. công ty Quang vẫn chốt được những cái lô đất online, và mình thấy là Quang để là các bạn ở nước ngoài cũng mua đất online như vậy. Tất nhiên là pháp lý là chuẩn rồi, Quang Dạ. làm sao mà ký tên để mà sang nhượng đất rồi này đó, cái đó Quang có thể chia sẻ thêm cái đó cho mọi người. Thì cái mắt xích để mà khách hàng muốn online thì cái vấn đề pháp lý, và tất cả mọi người đều quan tâm đến cái pháp lý về một cái bất động sản. Thì pháp lý đơn giản là nó chỉ là một số đỏ hoặc số hồng. Dạ, và nó đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Thì khi mà khách hàng ở xa người ta muốn mua một sản phẩm bất động sản thì người ta phải xem cái sổ đỏ, và khi mà ở xa người ta không thể trực tiếp đến tại cái vùng đất mua để mà xem hoặc là để mà làm thủ tục chuyển nhượng, thì người ta có thể làm ủy quyền. Ví dụ như ở Nhật thì nếu như muốn mua thì rất là đơn giản, có hai cách. Thứ nhất là nhờ người thân ở Việt Nam đứng tên, chuyển tiền về, sau đó là nhờ người thân đứng tên để mua. Thứ hai đó là người Nhật có thể là đi tới người Việt Nam và Nhật có thể tới đại sứ quán của Việt Nam làm cái hợp đồng ủy quyền cho người ai người quen hoặc là bên công ty của em môi giới đại diện ký thay tên cái hợp đồng, thì khi mà ra sổ vẫn ra tên cái người mua ở Nhật. Đấy, đó là có hai cách để chúng ta thực hiện, thì nó cũng vô cùng đơn giản. Quang cho mọi người biết là từ lúc mà Quang làm môi giới tới khi Quang chuyển qua Quang làm đầu tư, năm nào Quang làm môi giới và cái con đường đi từ môi giới trước để trở thành một nhà đầu tư như thế nào luôn. Và nhiều bạn lúc nào cũng muốn làm nhà đầu tư hết, nhưng mà các bạn không trải qua môi giới thì nó giống như kiểu bạn muốn rút gọn con đường vậy đó. Đúng Và cái chuyện mà làm môi giới á, thì nó sẽ giúp cho các bạn có một bức tranh tổng thể về bất động sản. Và các bạn môi giới thì mình cũng đã từng làm môi giới nên mình hiểu được cái này. rồi. Rất là ai cũng rất là muốn trở thành nhà đầu tư, vì nhà đầu tư thì nó khỏe cho mình, tức là mình kiếm tiền không cần phải làm việc, mình bắt tiền làm việc. Đấy, thầy trong khóa học học viện bất động sản chia sẻ rất nhiều rồi. Thì để mà đạt được cái level đó thì mình phải có kiến thức và mình phải có tài chính, mình phải có tiền, mình phải có đòn bẩy. Thì em thì xuất thân từ hai bàn tay trắng, thì em đi lên và em trở thành nhà đầu tư thì nhờ cái kiến thức, và khi mà có kiến thức thì em kết hợp với những người có đất và có tiền và em đi đầu tư và người ta chia lợi nhuận cho em. Thì có rất nhiều cách để trở thành nhà đầu tư. Nếu như bây giờ các bạn có tiền sẵn thì rất là đơn giản, các bạn có thể trở thành nhà đầu tư ngay, các bạn có thể ngày mai các bạn có thể ra thị trường liền. Cái bí mật ở đây là chúng ta phải có kiến thức và chúng ta phải có hiểu biết sâu rộng về thị trường khu vực mà chúng ta định đầu tư, để chúng ta không bị mua hở và chúng ta không bị mất tiền, rủi ro về pháp lý. Từ năm 2014 và em làm môi giới cũng được là 5 năm, và khi mà em làm môi giới thì em tích lũy kinh nghiệm cho mình, từ thị trường, từ cái mối quan hệ và từ cái tích lũy tiền. Khi mà làm môi giới thì thu nhập rất là cao nên là em tích lũy tiền để em đầu tư vào việc học tập. Học tập ở đây là tức là học về cách để mình dùng đòn bẩy về dùng tiền, về pháp lý, về đầu tư. Và sau khi mà có kiến thức thì em kết hợp với những người có tiền, ví dụ như thầy chẳng hạn, hoặc là những bạn có tiền mà chưa có kiến thức, thì em sẽ kết hợp lập thêm một đội, sau đó là em đi mua đất và em đầu tư, và người ta chỉ bỏ tiền cho em và em đi đầu tư, và khi mà thu lợi nhuận về thì người ta chia cho em lợi nhuận. Đấy, đó là cách thức thứ nhất. Và cách thức thứ hai là mình không có tiền thì mình có kiến thức thì mình kết hợp với những ông chủ đất. Ví dụ như người ta có lô đất lớn và người ta không biết phải làm gì, thì khi mà mình biết cách làm tăng lợi nhuận cho cái lô đất đó thì mình kết hợp với chủ đất, để ví dụ là người ta giao cho mình 1 tỷ, mình làm ra được 2 tỷ, thì ví dụ người ta cho mình 5 triệu chẳng hạn. Đấy, thì kiểu kiểu như vậy thì mình có thể là kiếm được tiền bằng cái việc đầu tư mà không cần phải bỏ vốn. Và cách thứ ba thì dùng tiền của mình. Dùng tiền của mình thì mình cũng phải cần phải có kiến thức để mình đi mua, mình đi đầu tư làm thế nào cho nó sinh lời sinh lãi nhất. Thì đó là cách mà em làm. Thì hiện tại thì em làm song song cả ba cách. Nhiều bạn không nghĩ là môi giới sẽ rất là dễ trở thành nhà đầu tư mà các bạn không biết. Mình nói với các bạn khi bạn làm môi giới ha, khi bạn thấy cái điều tốt đúng không? Tất nhiên là môi giới là cái người gọi là đi rất là nhiều sâu sát với lại cái thị trường rất là nhiều, là bạn thấy những cái điều tốt thiệt là sự tốt. Bạn chỉ cần đem cái điều đó đem tới giao cho những cái nhà mà ông đầu tư ông có tiền à. Rồi giống như cách làm của bạn Quang,
bạn chỉ cần ví dụ như cái miếng đất đó bự, bạn chỉ cần làm cái cách nào để nó tăng giá trị nó lên, rồi sau đó ví dụ như bạn có thể chia ra thành 5-7 lô, rồi xong bạn nói ok bây giờ này em muốn lấy 1 lô 2 lô, em không cần lấy tiền, em chỉ cần lấy đất thôi đó, bạn đã thành nhà đầu tư rồi đó. Một cách rất là đơn giản thôi. Rồi bạn nói à ok em sẽ làm với anh vài dự án nữa, có chuyển cho em cái đó, cái tiền đó em đưa trước cho anh nè, rồi em sẽ có được đất thôi các bạn. Đó, các bạn nhiều cách lắm. Bây giờ các bạn hãy sử dụng vận hồn tất cả những cái thứ mà ở trong đầu bạn có, hoặc là bạn đi học thêm những kiến thức.